Sorry, it's DJ. Như thông tin thì các bạn đã biết, trong tháng 6 này thì Sony đã cho ra mắt một sản phẩm rất mới. Và đây là một sản phẩm True Wireless đầu tiên của hãng được tích hợp công nghệ ExtraBud vào trong sản phẩm. Như chúng ta đã biết thì trước đây thì có VFF1000X này, rồi là SP700, SP900. Tuy nhiên thì những cái dòng sản phẩm này nó không được tích hợp ExtraBud. Và lần này thì Sony đã chính thức cho cái công nghệ ExtraBud vào chiếc tai nghe True Wireless của chúng ta. Và đó chính là sản phẩm Sony VFF-XB700. Ok, và đây là chiếc tai nghe Sony VFF-XB700 True Wireless đầu tiên của Sony được tích hợp công nghệ ExtraBud. Và sản phẩm này có gì thú vị, có gì đặc biệt thì sau đây mình sẽ cùng các bạn mở hộp và đánh giá chi tiết sản phẩm này ngay bây giờ. Đây, và đây chính là sản phẩm chính thức của chúng ta, Sony VFF-XB700 ExtraBud. Và tổng thể thì mình nhìn thấy cái chiếc tai nghe này thì nó được làm bằng nhựa hoàn toàn các bạn nhé. Hoàn toàn bằng nhựa, kể cả là vỏ cây cho đến tai nghe bên trong đều được làm bằng nhựa hết. Và cái cổng sạc của nó là cổng sạc Type-C. Bạn nhìn thấy đây, đây là cổng sạc Type-C. Ở trên nắp thì nó có một cái, dập một cái logo có nhãn hiệu là Sony. Ở phía đáy này thì nó sẽ có những cái gồm những cái thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật. Và các bạn lưu ý cái chiếc tai nghe này được sản xuất tại Việt Nam các bạn nhé. Sản xuất tại Việt Nam, nhà máy đặt tại Việt Nam luôn. Và mình cũng chia sẻ thêm một chút. Đây là chiếc tai nghe mà khi mà mình đã đi tham gia hội nghị của Sony thì bên Sony đã cho đại lý Song Long Media mượn để làm về trải nghiệm và làm review sớm. Còn đâu là chiếc tai nghe này chưa được bán ra các bạn nhé, đến ngày 25 tháng 6 này thì mới được bán ra. Ok nào, bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi vào chi tiết. Trước hết là về cái vỏ hộp này, mình đánh giá này, các bạn nhìn thấy không? Cái vỏ hộp này mình nhìn thấy nó khá là mỏng manh. Đấy, nó không được dày dặn. Đấy, các bạn nhìn thấy xuyên qua đúng không? Đấy, nó trong suốt, nó còn xuyên qua như này cơ. Đó, và mình hơi lo ngại về cái vấn đề là khi chúng ta làm rơi thì cái hộp vỏ hộp này nó chịu lực sẽ không được tốt. Cho nên khi mà sử dụng các bạn nên lưu ý là bảo quản thật kỹ, tránh làm rơi, không nó vỡ cái nắp này rất là phiền. Rồi, và ở bên trong là tai nghe đây, các bạn nhìn thấy ký hiệu này LR rất là rõ ràng. Và ở giữa là nó là một cái đèn LED. Khi mà chúng ta cắm sạc vào đấy thì nó sẽ hiện lên cái đèn như thế này. Và khi nào sạc đầy thì nó sẽ tắt đèn đi. Và ở hai bên là hai cái tai nghe, mình sẽ lấy ra cho các bạn luôn. Đó, ở phía trong các bạn nhìn thấy những cái chân sạc và cái chấu sạc tiếp xúc của nó. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, và cái tai nghe này thì có cái thông số Bluetooth, chuẩn Bluetooth là 5.0. Và cái tiêu chuẩn chống nước là IPX4. Và cái tai nghe này nó hướng đến cái đối tượng các bạn chơi thể thao. Khi các bạn chơi thể thao thì mồ hôi hoặc là mưa nhỏ hoặc là nước văng từ nhiều phía thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tai nghe. Tuy nhiên thì mình khuyến cáo các bạn sau khi mà các bạn sử dụng xong, các bạn chơi thể thao xong, các bạn hãy vệ sinh trước khi cho vào cây sạc. Kẻo những cái mồ hôi nó đọng lại ở trên này các bạn tiếp xúc vào cây sạc, chúng ta cắm điện vào thì nó sẽ rất là dễ gây chập cháy. Rồi, và có một cái vấn đề nữa ở con này, rất là một cái điểm nhấn rất là quan trọng, đó chính là cái màng loa của con này rất là lớn, nó lên đến tận 12mm các bạn nhé, cực kỳ lớn cho một chiếc tai nghe in-ear. Trước đây các cái dòng loa của nó là 7mm và đây 12mm. Chính vì vậy nó sẽ hứa hẹn cho chúng ta một cái chất âm rất là đầy đủ và không gian rộng. Rồi, và cái vật liệu thì được hoàn toàn làm bằng nhựa. Cái bề mặt này thì các bạn thấy là nó sẽ được làm bằng nhựa nhám này, và có một cái logo của Sony ở bên trên. Rồi, tiếp theo là chúng ta ở hai bên sẽ có hai cái phím bấm, hai cái phím bấm vật lý. Và cái tai nghe này sẽ không có nút cảm ứng các bạn nhé, và cũng không có cảm biến. Chính vì vậy khi chúng ta đeo lên và chúng ta bỏ tai nghe ra thì nó sẽ không tự động dừng nhạc hoặc là chơi nhạc khi chúng ta lắp vào, mà chúng ta hoàn toàn phải bấm bằng tay. Và trên cái tai nghe này thì nó sẽ cũng mỗi bên thì nó sẽ có một cái micro riêng, cho nên là chúng ta việc đàm thoại khá là rõ nét. Tuy nhiên thì chiếc tai nghe này thì theo hãng có thông số của hãng thì có nói là đây là một chiếc tai nghe độc lập hoàn toàn. Nhưng mà mình đã test thực tế thì nó không phải như vậy, và nó vẫn có bên chính bên phụ, và chính là bên L. Bên L là bên chính, là bên trái. Còn bên phụ là bên phải. Khi các bạn mở kết nối ra thì bên L nó sẽ connect trước, sau đó thì nó sẽ pair sang bên R. Đấy, và khi chúng ta đeo lên, và các bạn muốn nghe một tai thì các bạn chỉ nghe được tai bên trái mà thôi. Còn tai bên phải chúng ta không nghe độc lập được một bên như thế này, bắt buộc chúng ta phải đeo hai bên. Và khi nghe gọi ấy thì mình nói chuyện mic ấy thì người đối diện bên kia thì nghe rất là rõ. Và khi mình nghe người ta nói thì nghe được cả hai bên tai luôn các bạn nhé, chứ không phải một tai bị mất đâu. Rồi, và đây là cái thiết kế công thái học, đeo rất là chắc, cực kỳ chắc luôn.
Đó, nhưng mà nó khá là to so với cả tai của mình. Nhưng mà đeo vào thì lại cực kỳ chắc và cách âm rất là tốt. Đây mình sẽ đeo thử cho các bạn xem nhé. Đấy, khi đeo các cái dòng công thái học như này, các bạn lưu ý là chúng ta hơi xoáy vào như này thì nó mới đeo được chắc. Nếu mà chúng ta ấn thẳng vào như này thì nó rất dễ bị rớt ra. Đây, ấn thẳng vào này. Đấy, nó rất là dễ rớt ra. Các bạn phải xoay như thế này. Đấy, các bạn làm theo cái thao tác của mình như này thì đeo nó rất chắc và gần như nó sẽ không thể rụng được ra. Các bạn thoải mái chạy và tập thể thao nó sẽ không rụng được ra. Đấy, và đây là hình ảnh thực tế khi mà mình đeo trên tai. Đấy, và mình có cái cảm nhận là khi đeo vào thì cái môi trường âm thanh, môi trường xung quanh nó giảm hẳn đi. Ví dụ mình đang bật điều hòa và quạt rất là to, nhưng mà gần như là cái tiếng điều hòa và quạt nó không nghe thấy gì luôn. Âm thanh nó lắng hẳn xuống luôn. Mặc dù cái đôi tai nghe này nó không có tính năng chống ồn ANC, tuy nhiên thì về cái thiết kế, những cái thiết kế vật lý của nó đã tạo cho chúng ta được cái sự cách âm rất là tốt rồi. Đó. Và một cái điểm nữa ở trên này, trên cái con tai nghe này là mình không thấy nó có app nhé các bạn nhé. Con này nó không có app, nó chỉ kết nối trực tiếp với cả Bluetooth của điện thoại và nghe trực tiếp luôn thôi, không có app nhé. À, còn một cái điểm mà vị nãy mình quên chưa nói, đó chính là con này có cái sạc nhanh, tai xi sạc nhanh. Các bạn sạc 10 phút thì sẽ nghe được liên tục trong vòng 60 phút. Đây. Đây. Và khi mà chúng ta để vào dock thì nó sẽ như thế này. Đó. Cái hình dạng của nó để cái dock mình cũng thấy nó hơi khác lạ so với cả các cái dòng trước. Nó để nghiêng như này. Nhìn trông cũng rất là hay ho đúng không? Rất đẹp. Tuy nhiên thì cái thiết kế của con này thì mình nhìn trông nó hơi kém sang. Có thể nó hướng đến cái đối tượng là vận động thể thao, cho nên nó cần một cái chất liệu thực dụng, không cần phải quá cầu kỳ nhưng mà nó mang lại tính hiệu quả, đó chính là cái chất liệu nhựa nhám. Nhựa nhám như chúng ta biết rồi, rất là bền, chịu được rơi này, lực này, rồi là nó cũng đỡ bị chảy xước này, rồi là về cái khả năng chống chịu nước với cả bụi nó cũng rất là tốt hơn với cả những cái dòng kim loại. Rồi, và cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn. Lẽ ra cái này mình sẽ phải giới thiệu ngay từ đầu, nhưng mà mình mải nói quá. Đây là cái phụ kiện của hãng kèm theo. Chúng ta sẽ có một bộ sách hướng dẫn sử dụng. Mình khuyến cáo các bạn nhé, mình khuyên các bạn nên đọc cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Mặc dù nó không có tiếng Việt đâu, nhưng mà nó rất là trực quan và dễ hiểu. Chắc chắn các bạn phải dùng rồi thì các bạn mới thao tác được những cái nút ở trên này. Và đây là một cái dây sạc tai xi có in cả logo của Sony ở trên này. Đây là dây sạc tai xi. Đó. Và tiếp theo cuối cùng đó là một cái bộ tip. Bộ tip này sẽ gồm có 3 size khác nhau. Hyper, cái tip này tip Hyper các bạn nhé. Đây, cái tip Hyper đây, hãng nó ghi là rất rõ. Và cái dòng tip này thì quá là nổi tiếng của Sony rồi. Nó là cái nét đặc trưng rồi. Đấy. Đeo rất thích, êm, cách âm mềm mại. Đại loại mình rất thích cái dòng này. Rồi, và cuối cùng thì đến cái chất âm. Cái chất âm thì mình chưa có thời gian để trải nghiệm nhiều. Tuy nhiên thì mình đã nghe qua những cái bản nhạc qua YouTube và iTunes ở cái chất lượng cũng khá là ok. Thì mình nghe những cái bản nhạc quen thuộc thì mình thấy cái âm trầm của đánh rất tốt. Phải nói là trên cái con XB700 này có thể nó hướng đến cái dòng extra bass, nên cái nó thiên về cái âm trầm nhiều hơn. Mình nghe nó khác so với cả con SP700. Các bạn đừng nhầm nhá, XB700 và SP700 nó khác nhau nhá. Thì cái dòng SP nó không phải là dòng extra bass. Thì cái dòng này, cái tiếng bass của nó thì mình nghe thấy nó rất là rõ, nó nổi lên rất là rõ rệt và đánh nó chắc. Ngoài ra thì cái không gian của nó thì như nãy mình cũng nói rồi, thì chính vì cái thiết kế màng loa của nó là 12mm, cho nên là cái việc tái tạo không gian của nó được mở rộng hơn. Mình nghe thì những cái âm trường, cái không gian nó được rộng rãi hơn, và cái giải mid và giải chép của nó thì có chiều sâu hơn. Đấy, có chiều sâu hơn và nghe rõ hơn, không bị bát lấn nhiều như các cái dòng extra bass ngày trước nữa. Một phần là đấy, mình nghĩ rồi, nó là cái do chính là do cái màng loa của nó làm to hơn. Chính vì thế cho nên là cái âm thanh mình nghe nó được rộng hơn, đầy đủ hơn, và đặc biệt là về cái âm lượng nghe rất là to các bạn nhá. Mình nghe đến tận 70% là mình không, gần như là không được lên đẩy lên quá rồi, bởi vì nó rất là lớn, cái âm lượng nó làm rất là to. Rồi, và cái chiếc tai nghe này thì hiện chưa có giá chính thức, nhưng mà cái giá dự kiến của hãng đưa ra là 2.990.000. Đấy là giá dự kiến các bạn nhé. Còn giá chính thức thì sẽ đến ngày 25 tháng 6 này chúng ta sẽ có chính thức giá. Và các bạn, nếu các bạn pre-order ở Song Long Media trong cái thời gian này thì các bạn sẽ được ưu đãi
các bạn sẽ được tặng một viên pin dự phòng trị giá 1,2 triệu của Mỹ. Đây, và cái viên pin đấy thì nó như thế này. Thì các bạn nhìn ở đây, và cái thông tin mô tả của viên pin thì mình cũng để ở phía bên dưới. Đây là một cái viên pin dự phòng nhỏ nhất thế giới và tốt nhất thế giới. Và các bạn hãy nhanh chân để pre-order, bởi vì Sony chỉ có 5 phần quà cho đợt pre-order XB700 này thôi. Được tặng kèm theo 5 suất là 5 viên pin trị giá 1,2 triệu. Và nếu các bạn còn có câu hỏi thắc mắc thì các bạn hãy comment ở phía dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Nếu các bạn thấy yêu quý kênh của Song Long Media, hãy đừng tiếc một like, một share và đăng ký kênh và đặt rung chuông để có những cái thông tin mới nhất thì các bạn sẽ là người được nhận sớm nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.